Kia Morning xe chạy dịch vụ cần phải đo gì? Đây là cửa zin, đóng cửa nhẹ nhàng không bao giờ vào. Đây này, đó, đóng cửa nhẹ lúc nào cũng bị hở, đóng rất mạnh. Cửa nào cũng vậy nhé bạn. Đóng rất là mạnh, cái lớp giòn cao su rất là nhiều đúng không ạ? Đóng nhẹ là không vào được nè, luôn có đồ hở này, đóng mạnh mới vào được. Muốn nhẹ nhàng êm ái duy nhất là lên cửa hít. Cửa hít cho tung sẽ giúp cho ga morning được đóng cửa nhẹ nhàng êm ái hơn. Sau khi lên hít, chỉ cần thả nhẹ tay là tự động cửa sẽ tự động được hít vào, rất là nhẹ. Yeah.